con sóng lưới rồi, cơ đầu tước vào cực sinh, có trước vào đỡ, còn có giảm tổng số được là lên nữa. Anh em đâu có được rồi. Đây con cắn đây, con này hơi cắn. Đây anh em mình đang còn lối ốp lưới, còn có hơn lý là gần sóng lưới rồi, cơ đầu tước vào cực mình, có chớp vào đỡ rồi, còn có giảm tổng số được là hết lưới. Anh em đang lối ốp để làm cho mẫu khi đồ gỡ nhiều. Mọi người thấy tàu mình đi lộng người không ạ? Tàu mình thì đi 15 người, thế nhà rất là tổng. Thì mình sẽ xin phép mọi người quay thành ra 3 đến 4 phút để quay mọi người về cảnh kéo lưới của mình. Một số cá mà bọn mình bắt được. Đây là nghề lưới hồng của mình à. Nghề này rất là tốn người và đi rất là vất vả. Mình có mọi người. Mực này đây hơn cân đấy, con này hơn cân mực. Còn mình kéo gần sóng lưới rồi, còn có hơn 8 số được, cơ đồ bụng rồi. Mực bởi mình đánh được rồi. Thì lưới hồng bởi mình đánh chủ yếu là mực kẹ. Bởi mình đánh đủ loài cói luôn. Nghề này thì bởi mình tí cần phải đóng người để gỡ cho nhánh thì rất là nhiều đồ lưới dễ chuyển dịch chuyển tầm 2 đến 3 lý hải lý. Thì nghề này là nghề lưới đèo nha mọi người. Ngồi đầu tơi, ngồi đầu tước, xong để
tơi lưới liền. Bữa nay lối hè tâm đấy nhà 12 giờ là xong nữa, và bao nghỉ ngơi ít tiếng lại tiếp tục đánh nữa. Thả lưới. Đầu trước rồi, gần hơi dưới rồi. Anh em mình kéo gần sóng lưới thôi mọi người ạ. Còn có mấy tấm nữa. Giờ cũng là gần lắm giờ chiều rồi. Phía trước đó là cơ của bọn mình. Có cái cơ phía trước đó là gần hết lưới. Bọn mình kéo gần sóng lưới rồi. Giờ cũng là lắm giờ chiều rồi. Bọn mình gần kéo sóng lưới rồi. Lướt thì nên rồi mình đánh được ít cá hay mực. Đây là một số cá mà bọn mình bắt được. Giờ này lướt thì mình được ít mực nha mọi người. Số mực mà bọn mình bắt được. Thì số mực được tước thì bọn mình phải xuống hầm rồi. Cái lối được lửa vang thì được chưa nhờ. Đây là các khoản điệp nha. Mình lối gần sóng lưới rồi, còn có mấy tấm nữa. Gần hết lưới rồi lên đồ mẻ hải quắn. Gần hết lưới rồi à, mình mới có thời gian rảnh quay rồi mọi người. Yeah.
phải là một cái chuyến lịch chủ đạo đá và phát đá. Đây là nguồn nước xỉnh. Bốn chiều, còn nước là nước xỉnh bốn chiều. Lưới ông đeo được là ít mực. Lưới thì phải nên chỉ 9 lý lưới nha mọi người. Còn 9 lý. Chia sẻ tới đây cho mọi người xem thôi. Đi thời gian rồi mắc làm công việc không thể quay giờ chi tiết cho mọi người, thì khi nào lúc nào rảnh mới quay được. Giờ nếu mọi người xem video của mình thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả.